Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Challenger 600, một là mẫu xe đạp được trang bị bộ đề chuyển động full Shimano DOG, khung nhôm, bánh 26 inch, đùi đĩa trục rỗng. Rất là đẹp, cấu hình cũng tương đối là cao với mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 9 triệu. 9 triệu tròn cho một chiếc xe đạp Merida. Nhôm toàn bộ phần khung như các bác thấy trên hình, toàn bộ là nhôm. Xe thì ngoại hình còn tương đối là đẹp. Chạy bộ chuyển động full Shimano DOG với 10 tầng níp và 3 tầng đĩa cho xe 30 tốc độ khác nhau. Cái chi tiết của chiếc xe thì còn tương đối là đẹp. Dây được chạy ngoài nhưng mà thiết kế ở dưới gầm, nó chạy ẩn vào trong, ẩn vào trong khung gầm như này. Ngoài thì hoàn toàn nó cũng không nhìn thấy dây, hoàn toàn cũng không nhìn thấy dây ở trên khung. Bộ đùi đĩa trục rỗng vẫn còn nguyên tem đăng kiểm. Bộ bánh 26 inch này Eurovatec. Đến phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị bộ tay bấm của DOG và bộ phanh dầu của Shimano. Giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa yên với tâm cổ phốt 54 cm, thì chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 73-74 đi phù hợp. Em bị bộ nít 10 tầng và 3 tầng đĩa cho xe 30 tốc độ khác nhau, chuyển động rất là mượt mà, các bác thấy trên hình thì là mượt mà. Thì chiếc xe đang được bán bên em mức giá chỉ có là 9 triệu tròn cho một chiếc xe đạp Merida khung nhôm, cấu hình cũng tương đối là cao. Bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bên lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.